Để xe bên bên đây nè. Đây là chồng mình các bạn à. Để xe bên bên đây nè. Đây là chồng mình các bạn à. Girl, it's more than I dare to think about. Trước khi vào clip ngày hôm nay thì tớ xin giới thiệu với các cậu, đây là shopanhi.com, shop hàng duy nhất hợp tác và phát triển cùng với mình. Các bạn nên nhấn vào link shop phần mô tả hoặc là link shop mình ghi vào phần bình luận để không vào những shop fake nhá. Nếu các bạn vào shop fake là sẽ không nhận được kim cương đâu. Hôm nay là ngày 1 tháng 6 thì shop của mình cũng có những cái trò chơi mới. Với phần nhận quà mới đó là phần nhận quà 1 tháng 6, các bạn nhớ vào đây hàng ngày để nhận quà 1 tháng 6 nha. Tớ đã nhận được 888 kim cương khi mà tớ nhận quà hàng ngày này. Chúc là các bạn cũng may mắn để nhận quà hàng ngày giống như tớ nhá. Bây giờ tớ sẽ chơi vòng quay mở, đó là vòng quay bingo quà Tết thiếu nhi này. Tớ quay xem là như nào nhá. Đây là những cái bạn mà đã rút thưởng bên shop của mình. Được 666 kim cương, được 99 kim cương, được 5999 kim cương. Sau tớ sẽ thử quay ngay 10 lần nha. Quay ngay 10 lần này. Mình vừa quay một lần và mình trúng được 1222 kim cương. Rồi bây giờ mình sẽ thử quay luôn 10 lần nhá. Quay 10 lần để xem là có trúng được nhiều hơn không nha. Quay 10 lần thì mình trúng được 9751 kim cương. Đây là những cái lần quay của mình này, tỷ lệ ra kim cương rất là cao. Các bạn vào đây và chơi thử những cái vòng quay của mình nhá. Chúc các bạn may mắn nha. Cảm ơn các bạn đã xem. Konnichiwa, chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình và mình là Annie đây. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với phần reaction nhá. Ok. Thì cái video reaction lần trước về chuyện Nghiêm lộ mặt đi, cái clip của Nghiêm ấy. Sau clip đấy thì có khá là nhiều bạn muốn mình reaction tiếp và muốn mình kiểu xem một cái video, đó là bất ngờ về đến khách sạn tìm Ruby và cái kết bị Nostop phát hiện ra một cái gì đấy, chắc là phát hiện ra rồi tính thật của người ta thôi. Hôm nay mình đã quyết định làm cái video reaction này, thế nên chúng ta sẽ cùng xem cái video này nha. Các bạn nhớ cho mình một lượt sub, một lượt like, một lượt bình luận bên dưới mỗi video nếu như các bạn yêu thích mình nhá. Ok, let's go, chúng ta vào phần reaction thôi. Hello các bạn, thì mình đây vẫn là mình và mãi mãi là mình, vì đây là Minh Ma. Đã trong phòng của Nostop và Nostop sắp về các bạn ơi. Ru ở trong phòng của Nostop. Chị xin lỗi nhưng mà chị dừng ở cái chỗ em hơi xấu. Mãi là mình vì đây. Rồi, thế này cho xinh. Ru ở chung phòng với Nostop. Hai người này đã ở chung phòng với nhau. Gạo nấu thành cơm rồi hả? Tí về nhắn tin hỏi Dù mới được. Giờ xem video này mà Dù mới biết được như thế chứ, trước đâu biết là hai người này đã từng ở cạnh nhau. À quên, ở cạnh nhau thì ở rồi, nhưng mà tại sao lại ở chung phòng với nhau nhỉ? Đây, vườn đâu rồi? À, bên kia. Ok, các bạn bây giờ mình sẽ đi ra ngoài đây mình đón về. Đây. Ước gì một ngày đấy, lần này mình dừng phát Dù mình xinh ngay. Ước gì kiểu một ngày đẹp trời nào đấy nhở, mình đi xuống dưới chung cư của mình và cũng thấy Nghiêm đang đứng đấy đợi mình như thế này nhỉ. Trời ơi, một khung cảnh toàn một màu hồng. Mình đang chờ đến ngày đấy mà dạo này dịch quá mọi người, bọn mình chưa có gặp nhau được luôn á. Bọn mình tính là đấy, sau cái video đấy là bọn mình sẽ gặp luôn, nhưng mà tại vì dịch quá trời quá đất nên là đây bây giờ mình vẫn ngồi đây reaction để xem, để đoán xem nhan sắc của người ta như thế nào, chứ mình vẫn chưa biết. Mình vẫn chưa biết cái cảm giác được Nghiêm chở đằng sau đi xe máy kiểu mát đi dạo cái mùa hè đó như thế nào cả. Mong quá trời, mong là sẽ hết dịch để bọn mình còn sớm gặp nhau nha. Được em ơi. Để xe bên đây này. Đây là chồng mình các bạn à. Gì cơ?
để xe bên bên đây này. Đây là chồng mình các bạn. Girl, it's more than I dare to think about. Thật ra mình không để ý những cái gì nó liên quan đến quá khứ đâu. Những cái gì nó kiểu nó ở quá khứ thì chúng ta vẫn nên ở quá khứ đi. Cơ mà tại sao chồng thì lại đi xe máy ở ngoài, đến gặp vợ, còn vợ thì lại ở trong phòng với nó sớt ta? Mình phải học tập giúp ấy mới được. Trời ơi, một người phụ nữ rất là hiện đại. Chị cảm thấy rất là ổn. Ê. Chưa chi kiểu vừa gặp mấy bạn thân quen nhau bao nhiêu lâu à, với cái đợt trước mà mình nói, những cái mà mình vừa nói các bạn quen đi nha, thật ra mình chỉ nói đùa thôi ấy. Còn đây này, cái này mới là mình cần nói này. Vừa mới gặp người ta xong tại sao lại giơ ngón giữa lên? Gặp bạn bè bao nhiêu lâu tự nhiên giơ ngón giữa lên là như thế nào? Tức nghĩa là khinh đúng không? Như này là không được, mình phải khuyên Ruby không nên chơi với Nghiêm nữa. Bạn bè như thế này đấy, gặp nhau bao nhiêu lâu người ta kiểu bạn bè mình gặp nhau kiểu xung vầy các thứ. A hi à, a bạn A bạn B bạn C à, a vui quá chúng mình gặp nhau nè, a chúng mình đi chơi đi đấy. Đây tự nhiên bạn bè gặp nhau lại giơ cái ngón giữa lên, chứng tỏ là không hiểu nổi, không thân thiết gì ạ. Con người này đeo kính các bạn ơi. Mẹ mình bảo là không nên tiếp xúc với những con người đeo kính, tại vì những con người đeo kính là những con người rất nguy hiểm. Hơn nữa là những con người đã không bị cận rồi mà vẫn còn cố tình đeo kính, chứng tỏ là con người này đang cố tỏ ra nguy hiểm. Nó giờ chị phắt vô mình các bạn ạ. Đây là vờn các bạn ạ. Đó, vui rồi ơi. Đây là chỉ vờn chỗ gửi xe và mình đang ở khách sạn bên đây đấy. Ai cũng hết mình nhìn cả, được cả cái dáng của người ta ấy. Mình thấy là Nghiêm là một người rất là gầy luôn. Vô cùng gầy. Chết cha bây giờ. Nó không chịu. Này, nếu mà suốt ngày gặp mình mà cứ như thế này với mình là mình phải tô đấm cho mình nhát rồi đấy. Mình đang đi với một hỏi video các bạn ơi. Em fine, thank you. Ok. Mình đã đi vào trong phòng của Nurset rồi. Đây, ăn vần. Sao lại tiếp tục vào phòng của Nurset thế? Tưởng Nurset chuẩn bị đi về rồi. À, tức nghĩa là Nurset chuẩn bị đi về nhưng mà Nurset cảm thấy vền đến, Nghiêm đến. Tức là Nurset phải ở lại gặp Nghiêm xong rồi mới chịu về. Tính là gì nhau nhỉ? Này, tại sao mày không biết nhìn nó? Trời ơi, cái đầu óc của tôi nó không thể trong sáng hay luôn. Thấy cái gì không? Không phải qua thường mà anh mọi người đó không chịu nhận, tại vì nó là không biết ăn cái này nè. Tôi có nhắn tôi hỏi rồi đó, đây là tặng cho Vân. Thế nếu mà dùng giờ mọi người lấy thì Vân không còn phần đâu đúng không? À, điều đó thì về cái tập rồi. Đây, xin giới thiệu cho mọi người, đây là quà của Vân nhưng nó có chữ anh Thành. Quê quá em ơi. Quê quá em ơi, là em tại sao lại quê thế hả Ruby? Nụ cười đã tắt. Oh my god. Thế này là tính nặng cho anh Thành, thế xong rồi anh Thành không. Xin lỗi mọi người cho mình cười nốt. Thế này là tính nặng cho anh Thành nhưng mà anh Thành không ăn ấy. 5 minutes later. Bạn có thích mình không? Nụ cười đã tắt đằng sau nước mắt. Yêu sớt quá đáng thật chứ. Mai kia đến khi mình đi làm vlog cho mình, quay ra mình hỏi Nghiêm là: Nghiêm ơi, bạn có thích mình không? Cũng không như thế, chắc tôi táng cho phát vào đầu quá. Bạn ơi, anh là chồng của em. Ok. Bây giờ, hồi đấy đi là chồng em nhưng mà sau này chắc là sẽ là chồng chị đấy. Ok. Không sao. Bọn mình là tài chồng chung cũng được. Thứ trâu chẽn. Cho chuỗi, bò chuỗi. Lượt. Bộ tao. 1, 2, 3 lượt. Bộ em. Lượt. Chế nó một lần nữa. Lượt là lượt. Anh thấy cuối cùng anh này là thụ hả? Thật ra nhìn còn công hơn cả Nghiêm nữa. Hiểu kiểu gì? Thế lúc đó tôi cảm thấy Ruby còn béo hơn cả Nghiêm đó mọi người. Nghiêm người mỏng dính luôn á. Mua ngoài giá 500 ngàn đó vừa. Chứ mua với giá 500 ngàn.
Thế nó rẻ rúm thật sự luôn ý. 500 ngàn. 500 ngàn tao vừa tính đi ăn sáng, tao tính dẫn mày đi ăn sáng luôn á. Giờ không hết tiền rồi này, tao còn có 5 ngàn với 7 với 2 ngàn nữa là cộng mày là 8 ngàn, cái lộn 7 ngàn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Các bạn ơi, người ta vừa mới quát các bạn à. Sau này tôi sợ là tôi về tôi cũng bị như thế quá à. Tự nhiên ví dụ bình thường mà kiểu tôi ngủ dậy muộn các thứ thôi, tự nhiên gào hầm lên về tôi: "Không dậy à, dậy đi chứ." Ui, tôi cứ tưởng người ta là con người hiền lành lương thiện, nhưng mà sau cái video này tôi đã biết là thật ra người ta cũng rất là cục xúc nha. Xem lại nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Giật thế cả mình thoát hết cả tim luôn á. Mày có số tài khoản của tao mà, mày có số tài khoản của tao mà. Đó, ban qua chưa? Ủa, ban thiệt hả? Á đù, 2 triệu. Thiệt luôn. Ơ tại sao mình lại cười loại này, người ta ôm nhau mà. Ơ gì đấy? Ủa? Tại này mình phải buồn chứ đúng không? Tại sao mình lại cười loại này nhỉ? Không phải coi. Oh my god. Hôm nọ thì vuốt má người ta, hôm nay thì ôm nhau. Nhưng mà thôi, mọi chuyện trong quá khứ thì mình cứ để trong quá khứ đi. Mình đâu có cảm thấy gì đâu. 2 triệu. Wow. Các bạn ơi. Như này nữa. Chồng thứ hai mình móc hay là mẹ mày đã đi tìm bồ khác thì mình vẫn còn chồng thứ nhất, mà còn chồng thứ nhất mình cũng không biết là ai, mình cứ chơi chồng thứ hai đó. Thì hôm nay mà mình thời gian này cũng rồi quá, mình không hiểu gì cả. Sẽ ban cho mình thêm 2 triệu. Ruby này. Túi nè. Oh my god. Ủa Ruby này, trong khi lúc nãy Ruby vừa bảo là từ đầu bây giờ là Ruby bảo là đang ở trong phòng nurse, rồi nurse hai người đang vừa làm cái gì gì đấy với nhau, và nurse đang hai người vừa mới cùng nhau làm một cái gì đấy xong việc rồi, vì xong việc rồi thế nên là nurse bây giờ sẽ đi về đúng không? Thế sao bây giờ lại quay lại đây? Ôi, có cà phê nữa. Đấy luôn, đúng video của Ruby, như kiểu Ruby là khổ thân Ruby thật sự luôn đấy. Đây chị sẽ ôm em. Ngồi đúng chỗ như thế này chị sẽ ôm em, khổ thân ghê. Hả? Sao tới đây mà không nói gì cho tôi hết vậy? Ruby cũng đang phải là Ruby chưa đang có ý định là Ruby sẽ ra Hà Nội ở ấy. Hoặc nếu mà Ruby mà ra Hà Nội ở thì chắc là mình sẽ qua chơi với Ruby thường xuyên. Tại vì kiểu mấy nay xem video của Ruby thấy Ruby có bé, mấy bé cún mới sinh lắm. Mình cũng nuôi một bé chó, bé mèo nữa. Và mình kiểu có tình yêu động vật giống nhau ấy. Nên là mình nghĩ là sẽ ở với nhau được rất là hợp á. Thôi quá là bình thường luôn. Thôi bây giờ mình vào mình rửa tay cái, mình reset nhân phẩm của mình. Ê! Chồng! Ủa tại sao hai ông con trai lại vào cái phòng vệ sinh? Thế là hôm trước cái video cái video nghiêm nhốt Ruby ở trong phòng vệ sinh chỉ là cái video mình hiểu lầm thôi. Còn bây giờ hai người này mới lại chính thức vào phòng vệ sinh xong làm cái gì gì đấy trong đó đúng không? Thật là mờ ám quá đi mà. Làm cái gì mà lại không cho Ruby vào nhỉ? Thật là đáng suy đoán quá đi mà. Các bạn nói xem người ta làm cái gì trong đấy? Cái này... Ủa cái này có vẻ tôi nói nha, cái này Ruby nói nha, cái thông cái gì gì đó. Chứng tỏ là trong đấy có dầu ăn luôn rồi đúng không? Ha rồi, hề luôn rồi, quay sắp ạ, mình vừa quay chúng được cái 199 ngàn. Hề luôn, vãi rồi, má giận ngươi đi về. Ok các bạn ơi, bây giờ mình đã tách được cặp đôi yêu dấu này ra rồi đó, thì đây là hai người. Vãi. À, và đây là hai người. Gì mà cứ phải động vào nhau mới chịu được thế? Đi. Ủa tại sao cứ phải động vào nhau mới chịu được thế? Không động vào nhau không chịu được à? Hai cái người này ám muội quá anh nha. Bước nắm tay nhau được không? Đây là công cộng nha. Đúng vậy. Đồng ý với Zoe luôn. Đúng không? Đúng rồi, các bạn sẽ chấp nhận chuyện này. Không, đây là hai anh,
là anh chồng thứ ba của mình, đây là anh chồng thứ hai phun ra. Đây là anh chồng không, tại nó nắm tay vui vui vậy thôi chứ thấy không, mình thấy nắm chân nè, mình không có nắm tay mà nắm chân đấy. Thì bây giờ mình sẽ rút kim cương ra Hey, đây là kiểu muốn nắm tay nhau đến cuối cuộc đời đúng không? Yeah, tối nha. Thế hôm qua mình quay cả một đống cái không được. Ai bây giờ tôi ngồi nhìn hai người đấy quay súng nữa hả? Tao cái cam nó bị che hết rồi là. Ây. Vậy cái cam bị quay mất rồi, nên là cái chỗ xem game để quay súng thì mình sẽ ấy nhá, sẽ tua đến cái đoạn để lại mà sai. Thôi đi về. À đây. Để tôi tóm tắt cho các bạn hiểu nhá. Rồi kệ bạn. Ui giời, hết kim cương rồi. Thôi đi về. Đi về. Nhưng cái con người đấy tôi tóm tắt lại cho các bạn sau khi cái đoạn vừa nãy tớ vừa tua nhá. Tức nghĩa là Zui vừa mới quay súng xong. Zui vừa mới quay súng xong và nó xác nhận ra là Zui đã hết tiền. Chúng ta không thể lợi dụng được Zui nữa. Nên chúng ta đi về thôi. Và nó xác đã rủ về đi về vậy đó. Wow, hai người đàn ông này đúng là sinh ra là dành cho nhau mà. Vãi cả đóng cửa lại luôn. Má ngủ đi, chưa đi chơi cho đã. Ngồi cho kim cương mà nó không dậy á. Hề luôn. Hề luôn may mà mình chưa đem dao á nha. Trung tâm đại cốt đan thông báo, hôm nay là ngày cuối gì cùng nữa? Trong chương trình chị ơi khách hàng mua dịch. Mua 2 tặng 1 cho 100 người mắc các bệnh. Ô mai wa mu shindeiru. Rồi, video của Zubi đến đây là hết rồi mọi người. Sau khi xem xong video này thì thật ra mình cũng không có cái gì là buồn cả. Mình cũng bình thường à. Thôi không hiểu tại sao các bạn gửi cho mình video này xong bảo là chị xem video này đi, là em nghĩ là chị sẽ buồn đấy thế này thế kia, đốt nhà các thứ các kiểu. Mình thấy cũng bình thường mà. Tại vì nói thật với các bạn là mình chơi với cả Zubi nữa, mình có nói chuyện với Zubi khá là nhiều rồi nên là mình cảm thấy khá là quý. Hồi đó trước thì mình chưa từng có nói chuyện qua, mình cũng không nói gì nhiều. Nói chung thì cái cặp bên đấy thì cũng dễ thương, mà cặp của bọn mình thì chắc là cũng dễ thương. Nó mình cũng mong là một ngày kiểu Zubi ra đây cùng với Nosot ấy, ra Hà Nội cùng với Nosot để hai cặp có thể đi chơi cùng với nhau. Hôm nọ thì mình có hỏi Zubi rồi là có ra Hà Nội hay không. Mình mong là Zubi sẽ ra Hà Nội. Và Nghiêm thì cũng sắp ra Hà Nội rồi các bạn ạ. Nghiêm chờ hết dịch là Nghiêm sẽ ra và Nghiêm sẽ ở gần nhà tôi luôn. Và tôi sẽ ở cạnh nhà nhau. Và mình rất là mong đến khoảng thời gian đấy. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình nha. Các bạn nhớ cho mình một lượt sub kênh, một lượt đăng ký. Sub kênh và đăng ký là một mà nhỉ? Các bạn nhớ bình luận và like video cho mình nữa nhá. Bye bye, hẹn các bạn các video lần sau nha.